Tiếp nối thành công của các hội nghị giao thương trực tuyến đã tổ chức, mới đây Cục Xúc tiến Thương mại tiếp tục triển khai hội nghị kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực nông thủy sản và thực phẩm. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Singapore quý 1 năm 2020 giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 vẫn đạt mức tăng trưởng khá, nhất là các sản phẩm về nông sản, thủy sản và thực phẩm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh tới nguồn cung của Singapore, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước vẫn được coi là một điểm sáng. Nguyên nhân là vì Singapore đang phải nỗ lực và khẩn cấp đa dạng hóa nguồn cung, nguyên liệu sản xuất trong bối cảnh nguồn cung từ thị trường Trung Quốc bị gián đoạn nên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch gia tăng. Singapore đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường trọng tâm giúp nước này bù đắp sự thiếu hụt hàng hóa này. Hội nghị đã được kết nối tại một số điểm cầu với sự tham gia của 24 nhà cung cấp nông sản, thủy sản, thực phẩm lớn có chất lượng của Việt Nam, giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp của Singapore. Cục Xúc tiến Thương mại khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, Singapore có thêm nhiều cơ hội kết nối kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài.